Xin chào anh em, xin chào mọi người. Thì tiếp tục chào mừng anh em, chào mọi người đến với kênh YouTube của bên Kim Bạc Audio. Ngày nay thì em so sánh hai cái mẫu micro Su UGS30 và củ xanh và củ kim loại. Thì anh em mua hàng em có tư vấn là một trong hai mẫu này. Thì anh em đang thắc mắc và chưa biết sử dụng cái mẫu nào. Tại vì cái mẫu củ kim loại nó trên với lại củ xanh là 200.000, như con củ xanh em đang bán là 2 triệu và củ kim loại bên em đang bán là 2 triệu 2. Thì giá đó là giá máy thôi ha, và bao ship toàn quốc cho mọi người. Và nếu như mọi người cần tham khảo thêm pin sạc á, thì bên em sẽ hỗ trợ thêm pin sạc những cái loại 200 hoặc loại 300 tùy theo cái pin sạc làm thương hiệu nào nha. Rồi, về thức bề ngoài của những cái đầu thu ha, nó không có gì khác hết, anh em sẽ xem đều là số UGS30. Đây, 100% cái đầu thu thì nó hoàn toàn như nhau. Và bên trong cái đầu thu này thì em chưa kịp mở ra, bên trong này em đã từng làm clip rồi. Nó sẽ có bốn hộp sóng ở đây, 1 2 3 4 và hai cái tụ su ở đây, có chữ viết tại đây luôn. Đó, bên em đã từng làm clip mở hộp rồi. Đấy, em phải đánh dấu có cái đầu thu nè. Đây, củ kim loại là đây, và cái đầu thu này thì em sẽ không đánh dấu. Về mặt sau. Thì nói rồi, cái đầu thu thì cả bên trong và bên ngoài thì nó đều như nhau hết. Nó chỉ khác nhau về cái củ kim loại thôi. Đó, thì em làm một cái video trực tiếp như thế này để anh em dễ dàng so sánh hơn. Anh vẫn là bốn anten nè. Đây, độ nhạy này nè, cái này thì anh em mua về nó sao thì anh em cứ để mặc định như vậy xài nha, thì anh em không cần quan tâm mấy cái nút phía sau đâu, em nói rất nhiều rồi, anh em không cần phải quan tâm nó, chỉ cần quan tâm lớn nhỏ thôi, chỉ cần quan tâm lớn nhỏ phía trước thôi, còn phía sau này cứ nhà sản xuất để sao thì anh em cứ xài, gia đình nhạc sống thì cứ để mặc định giúp em, không cần quan tâm mấy cái này gì hết đó. Rồi, gia đình thì anh em đi còn gọn 6 ly này hoặc là nhạc sống đi vẫn được đó. Nhạc sống thì anh em phải đi bằng jack cao đông thì đi hai mic riêng biệt thôi, ví dụ hai cái jack này anh em đưa lên mixer là hai cái loa trên mixer luôn, thì đẩy cái cần nó thì to nhỏ tùy theo anh em nha. Đó, đầu thu nó sẽ như nhau. Về tay cầm micro, em sẽ cắm nguồn điện vô cho anh em xem luôn, thì thực chất thì nguồn điện nó cũng là một thôi. Em bật nguồn lên, cái này em chưa bật nguồn thôi. Đó, nó hoàn toàn như nhau, không có gì khác hết. Vẫn mấy cái đèn led này nó vẫn sáng bình thường nè, nó vẫn sáng đèn nè. Tần số tất nhiên nó sẽ khác tần số ha, thì anh em mua về có thể set lại cái tần số cho nó khác nhau đó, chứ để nhiều khi nó bị trùng. Ví dụ nhà hàng xóm anh em mua bộ này và anh em mua bộ này nhưng mà nó để trùng tần số thì nó bị bắt sóng với nhau nha, nên phải đổi tần số với nhau. Tay về tay cầm chắc em phải em chưa mở cái này ra, thì em có thể em dán cái miếng tem đây để biết phân biệt nó là củ kim loại hay củ thường. Đấy, về hai cái tay micro thì nó như nhau hết, không gì thay đổi hết nha. Đó, cái em nói là nó chỉ thay đổi cái này thôi này. Và tất nhiên về chất âm thì cái con củ kim loại thì nó sẽ sáng tiếng hơn, nó khỏe hơn rất là nhiều. Đó, và em nói rất là nhiều, nó sáng tiếng hơn, nó khỏe hơn, đồng nghĩa với việc là cái con vang hoặc là cái dàn âm thanh nhà anh em phải có khả năng chống hú tốt nha. Có khả năng chống hú tốt thì nó mới mang lại cái hiệu quả tốt, tại vì sáng quá tốt, sáng quá tiếng chép nó nhiều quá thì dễ gây hú đít cho anh em nha. Đó, nó chỉ khác nhau về cái phần này thôi, cái coi mít thôi. Đây là coi kim loại này, hay anh em thường hay nói là coi inox, coi kim loại gì đó, cái này coi nhựa, coi xanh, nó tùy theo từng anh em gọi thôi. Anh em gọi đây là coi nhựa, nhiều anh em gọi đây là coi inox, coi kim loại, nhiều anh em gọi đây là coi xanh nha, thì tùy theo anh em gọi. Nó chỉ khác nhau về cái này, và cái này thì từ nguyên bản sản xuất ra luôn nha, chứ không có chế độ gì hết đó. Đó, thì con cái củ này sẽ trên 200 ngàn so với con này. Con này hiện tại bên em đang bán là 2 triệu và con này hiện tại là 2 triệu 2. Thì giá thì tất nhiên sẽ là bao ship toàn quốc cho anh em, nhận hàng kiểm tra hàng, đúng hàng mới thanh toán tiền, nên nên anh em yên tâm. Đó, nên không có gì thay đổi hết. Thì em làm một cái video để so sánh cho anh em như thế này thôi. Thì một số anh em hỏi là nó có ngoài cái khác nhau với cái con mic này ra không? Ngoài khác nhau với con mic này có khác nhau gì nữa không? Thì về hình thức thì nó như nhau. Còn về chất âm thì tất nhiên cái củ kim loại này nó sẽ ngon hơn cái củ nhựa, củ xanh này. Thì em sẽ test thử tí cho anh em xem ha. Em đang cắn cái mic, em sẽ tháo cái mic ra. Rồi ha, thì đây là cái tay mic của củ kim loại này. Khi em mở nó lên, đây có chữ KL đây. Em mở nó lên thì cái đầu thu bên trên, phía bên phải nó sẽ có sóng cho anh em. Đó. Nha. Anh em hãy nhìn trên cái màn hình đầu thu. Thì đây mà đầu thu đây là củ kim loại, thì khi mà em mở cái tay cầm này lên
Và đây là tay cầm đây là cái tay cầm củ xanh. Thì để nghe được chất âm tốt hơn thì anh em nên đeo cái tai nghe nha. Âm lượng thì em đang để bằng nhau. Đây, em đang test cho anh em là cái củ xanh. Alo. 1 alo. 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 Và đây củ kim loại ha. Alo. 1 1 2 3 4 alo. 3 4 6 6 7 6 6 7 alo. 6 1 1 6 6 1 alo. 1 alo. 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 Nếu như anh em nghe kỹ, anh em nghe đeo tai nghe mà nghe kỹ thì tất nhiên cái con UGX 30 cũ kim loại tiếng nó sẽ dày tiếng hơn, nó sáng tiếng hơn, nó khỏe hơn. Đó. Thì nếu như mà trong không gian gia đình mà nhỏ thì anh em không cần phải gắn râu anten như em đang để đó, không cần gắn râu hay gắn anten gì hết. Âm lượng em để cũng rất là nhỏ, âm lượng em để chắc tầm giờ số dưới thấy chưa được 9 giờ nữa, anh em phải nhìn cái đây. Để cái đây là chưa được 9 giờ luôn nè, cả hai con thì em để bằng nhau. Ha. Đó, thì nếu như nhà anh em mà nhỏ hẹp à, có thể sử dụng con củ xanh cũng được. Con củ xanh này tiếng nó không có bằng, nó tầm 10 với 7 ha. Tầm 10 với 7, cảm nhận đó riêng cảm nhận của em và em nghe trực tiếp thì có lẽ là anh em nghe qua cái tai nghe hoặc là nghe qua điện thoại nó sẽ khó phân biệt nha. Và em cảm nhận như vậy thì em sẽ chia sẻ cho anh em. Rồi. Anh em cần tham khảo một trong hai con này thì cứ liên hệ bên em qua số điện thoại trên màn hình nha. 0979 778 678 hoặc là 0909 6755 40. Anh em nằm ở gần Gò Vấp Hồ Chí Minh đó, thì cứ ghé địa chỉ bên em ở góc dưới bên phải màn hình nha. 276 xẹt 7 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, Gò Vấp, Hồ Chí Minh. Rồi, anh em nào mà đang xem thì cho một like ha, đăng ký kênh để có thể nhận được video mới nhất bên em. Xin chào, hẹn gặp lại anh em, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.